Những ngày gần đây thì nhiều lái xe tải đã bức xúc vì bị người dân thu tiền trái phép tại xã Hợp Tiến và xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nếu không nộp tiền phí xe tải thì xe sẽ không được vào thôn, thậm chí là nhiều xe tải không nộp tiền phí vào thôn còn bị người dân nơi đây lấy ván đinh để trước và sau bánh xe và không cho đi. Những hình ảnh như thế này đã quá quen thuộc đối với những tài xế khi đi vào thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách. Mỗi xe vào thôn phải nộp lệ phí 10.000 đồng. Với những xe cố tình không nộp tiền phí vào thôn, sẽ có người đem ván có sẵn đinh nhọn chặn phía trước và phía sau bánh xe như thế này. Không có bên này thì vào cái là người ta cứ chặn xe lại, người ta thu tiền thôi, người ta lấy 10.000. Vào thôn một làng thì là cứ 10.000 một lượt xe vào trong làng, thu theo lượt. Chính quyền xã Quốc Tuấn thừa nhận có tình trạng này, nhưng lý giải người dân thu là để duy tu và sửa chữa đường trong làng. Thực ra việc thu này là sai rồi. Thực ra cái văn bản, cái tiếp cận văn bản ấy, thì qua quá trình khi phát hiện được cái thông tin này sai thì ủy ban xã cũng đã có cái ý kiến chỉ đạo, nhưng thực ra chỉ đạo nó cũng chưa chú đáo. Còn tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, dù người dân đã tự ý thu tiền từ đầu năm nay, nhưng lãnh đạo thôn cũng không hề hay biết. Chúng tôi cũng thường xuyên để kiểm tra rôn đốc thế và đồng thời xem xét, thế nhưng mà không gặp những cái trường hợp nào đang lúc đang thu tiền cả. Thế nên cái việc ấy, để ngăn chặn cái việc ấy là cơ sở thôn là cũng có cái thiếu sót một phần cái trách nhiệm ở đó. Trước thông tin người dân tự ý thu tiền vào thôn, huyện Nam Sách khẳng định trong thời gian sớm nhất sẽ rà soát trên địa bàn toàn huyện và kiên quyết chấm dứt tình trạng thu phí trái quy định này.